Khi vào phòng thi cần phải nhớ hai định lý: bí ta ngó và khó ta liếc. Giáo viên Hóa, ba là gì? Tôi, ba là cây nến vàng. Kiểm tra lén mở vở ra để chép. Trong vở ghi, xem sách giáo khoa. Lúc đi học. Buổi tối ở nhà. Mỗi lần bọn con trai ở lớp đi WC. Khi có thằng va vào ngực của cờ giúp mày. Rồi rồi, tới công chuyện này. Hình ảnh cậu vàng băng lão hạc đi bán. Tôi sau khi nghe cô giáo bảo, cái lớp này như cái chợ vậy.